top 5 loại chứng khoán tuyệt đối không đầu tư. Phần thứ 5, chứng khoán có thị giá thấp. Thì thông thường những cái chứng khoán có thị giá thấp thì thứ nhất, doanh nghiệp không có được cái công thức thành công. Tôi lấy ví dụ như này, khi bạn ra trường năm 2010, lương bạn 7 triệu, đến năm 2020 lương bạn vẫn 7 triệu, thậm chí thấp hơn, thì cho thấy bạn không thành công. Tương tự như vậy, doanh nghiệp khi mới thành lập thì cái mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng. Nếu sau nhiều năm hoạt động mà giá nó vẫn thấp, chứng tỏ nó không thành công. Thứ hai là thường những cổ phiếu tốt thì lại có thị giá rất cao. Ví dụ như cổ phiếu PNJ chẳng hạn, giá luôn luôn thường trên 50 trên 100.000 đồng. Hay cổ phiếu FPT chẳng hạn, hay cổ phiếu Thế Giới Di Động chẳng hạn, hay cổ phiếu Vico Stone vân vân, thì họ có giá rất cao. Điều đó cho thấy nó đã ăn lên làm ra trong một cái quá trình dài. Thứ ba là triển vọng tương lai của những cái chứng khoán này thường rất là kém. Quá khứ như thế nào thì tương lai chưa chắc như vậy, nhưng đa phần những cái doanh nghiệp đã có một cái lối mòn kém cỏi trong quá khứ thì trong tương lai cũng rất khó có thể bật lại và phát triển mạnh, trừ khi nó có sự thay đổi rất lớn từ cơ cấu cổ đông, chủ sở hữu, người điều hành, vân vân. Ví dụ ở đây là cổ phiếu KMR chẳng hạn. Đó, thì cái cổ phiếu này chúng ta có thể thấy nó niêm yết từ năm 2008-09 cơ. Thì đến tận năm 2022 này, tức là sau khoảng 13 năm, thì giá cổ phiếu nó vẫn thường là luôn luôn dưới 10.000 và hiện nay là 4.000 đồng. Thì do cái kết quả kinh doanh của nó rất kém. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây, công ty này có vốn điều lệ lên đến 569 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận hàng năm nó chỉ vài tỷ đồng. Và cả năm 2021 khá thuận lợi thì cũng chỉ được 18 tỷ đồng. Thì cái tỷ suất sinh lời của nó quá thấp. Nó chưa bằng 1/10, 1/5 của ngân hàng. Ví dụ tiếp theo là cổ phiếu Hoàng Quân chẳng hạn. Thì cái cổ phiếu này giá nó luôn luôn ở mức thấp. Và nó niêm yết từ năm 2010-2011 thì đến nay đã 12 năm rồi. Nhưng mà giá cổ phiếu luôn luôn này đây. Nó cho thấy cái doanh nghiệp này khá kém. Và nhìn vào kết quả kinh doanh cũng có thể thấy. Thì doanh nghiệp này có vốn điều lệ hiện nay lên đến gần 5.000 tỷ. Nhưng lợi nhuận một năm chỉ được có vài tỷ. Tức là nó chưa bằng 1/10 so với lợi suất của ngân hàng. Bởi vậy những cái doanh nghiệp này thường rất là kém. Và chúng ta nên tránh xa những cái doanh nghiệp như thế này.